Cửa hàng xe máy lớn nhất Bầu Bàng hiện nay là ở đâu? À? Một trong những cửa hàng xe máy lớn nhất tại Bầu Bàng, cửa hàng xe máy Thắng Phúc Thịnh 6. Hiện tại đang có mặt tất cả các dòng xe nhập khẩu và cũng như dòng xe của Việt Nam. Và ngày hôm nay các bạn hãy theo chân mình để tham khảo những dòng xe máy của bên mình với những cái giá ưu đãi cực kỳ hời nhé. H155 chỉ từ 43 triệu. AB125 chỉ từ 41.500. Vision nè chỉ từ 30.500. SH Mod đủ màu chỉ từ 57.500. Vario 125 chỉ từ 39.900. Winner X chỉ từ 34 triệu. Xe Grande giá chỉ từ 49.500. Janus đủ màu chỉ từ 29.500. SH125i giá chỉ từ 76 triệu. GTR xe nhập khẩu chỉ với giá 53 triệu. Đặc biệt các dòng xe mô tô R15 giá chỉ từ 65 triệu. GSX với giá chỉ từ 66.900. Đối với dòng xe số Future thì giá chỉ từ 32 triệu. Wayfair giá chỉ từ 18.500. Wayblack giá chỉ từ 19.900. Wayrated giá chỉ từ 18.900. Và tất cả các dòng xe Sirius đã có mặt trên thị trường chỉ với giá từ 19.900.000 đồng. Và những dòng xe 50 sau đây giá chỉ từ 19.500 cho tới 21.500 mà thôi. Thủ tục mua xe trả góp đơn giản với nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón các anh chị. Đối với lại các anh chị nào đang có nợ xấu nội chú ý nhưng vẫn muốn mua xe thì hãy liên hệ ngay với em để được hỗ trợ nha. Cửa hàng xe máy Thắng Phúc Thịnh 6. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.